tin đồn chuyện bạch xà khổng lồ hiện hình dọa trưởng công an xã Cửu Thiên Miếu tọa lạc trên một đồi đá thuộc núi dài của huyện Viên Thủy Chi Tôn. Từ lúc hình thành, sự linh thiêng huyền bí của Cửu Thiên Miếu đã được người dân xôn xao ca tụng, cũng như vô vàn lời đồn chưa thể xác thực. Đáng chú ý, tin đồn trưởng công an xã Lương Phi chính mắt thấy bạch xà khổng lồ hiện hình trên đồi Cửu Thiên Miếu gây không ít hoang mang cho người dân. Ông Lê Văn Tám, 48 tuổi, ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, An Giang, người có hơn 10 năm trông giữ Cửu Thiên Miếu ở ấp An Thành, xã Lương Phi cho biết, miếu này được Đức Bổn Sư Tức ông Ngô Lợi, người tạo lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, xây dựng cùng lúc với chùa Tam Bảo ở huyện Ba Chúc, An Giang. Ban đầu, miếu chỉ được dựng lên từ tre trúc và lá rừng. Theo thời gian và những huyền tích kỳ lạ truyền tụng, miếu được người dân sùng bái xây dựng khang trang. Ông Tám khẳng định, Cửu Thiên Miếu sở hữu rất nhiều câu chuyện kỳ lạ. Khung cảnh xung quanh Cửu Thiên Miếu rất kỳ bí. Miếu trơ trọi trên đồi đá tảng. Mùa khô, cây cối trơ cành lộ ra chi chít những tổ ong mặt quỷ hung tợn. Tuy nhiên, người dân cho biết trong khu vực chưa bao giờ xảy ra chuyện ong chích người, dù loại ong này nổi tiếng cực độc. Ông Tám chia sẻ, Cửu Thiên Miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ là bà tiên ở tầng thứ 9 rất huyền diệu. Xưa, bà rất linh và hay trách quở trẻ con lên miếu quấy phá, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi. Bây giờ, người ta chủ yếu lên đây xin con và xin trúng số, số đề. Nói xong, ông Tám chỉ đường cho chúng tôi sang nơi có giếng tiên mà người dân thường đến lấy nước uống để trị bệnh. Theo quan sát của chúng tôi, giếng tiên chỉ là những ô nước lớn hơn bàn chân người một chút. Trên khu đá cạnh Cửu Thiên Miếu, chúng tôi ghi nhận có 9 giếng tiên, nhưng chỉ một số là có nước, số khác đã khô cạn. Giếng có nước thì màu nước đen kịt không thể uống được. Vậy mà, bà Nguyễn Thị Hát, 64 tuổi, ngụ ấp An Thành, xã Lương Vi, sống dưới chân đồi Cửu Thiên Miếu khẳng định. Nước giếng tiên đã quý lắm, nhiều khách hành hương đi xe đến đây để múc nước, về. Dùng cho khỏi bệnh, ai hiếm muộn thì sẽ sớm có con trai. Để thêm bằng chứng, bà Hát kể, gia đình tôi mới về đây sinh sống hơn 8 năm nhưng đã chứng kiến nhiều việc kỳ lạ. Mấy năm trước, một người đàn ông chở theo vợ con đến miếu để tạ ơn đã kể lại cho tôi nghe chuyện của anh ta. Số là, lúc còn nhỏ, anh này được mẹ chở lên miếu vài lần để thắp hương. Bẵng đi khoảng mười mấy năm, anh này lớn lên, lấy vợ, nhưng chẳng may bệnh nặng, nghe nói là ung thư. Anh ta buồn bã lấy xe chạy lung tung rồi chạy đến Cửu Thiên Miếu lúc nào không hay. Anh ta ra giếng tiên rửa mặt thì thấy tinh thần sảng khoái. Chợt nghĩ lấy nước giếng về uống cầu may. Không ngờ anh này khỏi bệnh, vợ sinh được thằng con trai kháu khỉnh. Vừa rồi, vợ chồng con cái lên đây để tạ ơn. Người dân ở xã Lương Phi còn truyền tai nhau, Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ độ trì cho người muộn con. Nhưng người đó phải có tấm lòng nhân hậu và thành tâm tin tưởng vào sự nhiệm màu của trời đất. Bà Hát khẳng định, hễ thấy cặp vợ chồng nào mà dẫn một đứa nhỏ đến miếu cúng bái là biết ngay họ từng đến đây cầu con. Ngoài cầu con, nhiều người còn cầu làm ăn thuận lợi, cầu trúng số. Vừa rồi có người đến cúng heo quay trả lễ, không biết có phải trúng số không? Những câu chuyện mang màu sắc kỳ bí vẫn chưa dừng lại ở việc chữa bệnh cầu con, mà còn ly kỳ hơn khi có tin đồn chính trưởng công an xã Lương Vi đã chạm trán bạch xà khổng lồ trên đỉnh đồi nơi có Cửu Thiên Miếu tọa lạc. Câu chuyện trưởng công an xã Lương Vi chạm trán bạch xà khổng lồ được bà Hát kể lại tỉ mỉ. Chính những trưởng công an xã Lương Vi kể cho chúng tôi nghe chuyện, ông ấy thấy bạch xà trên Cửu Thiên Miếu. Ông ta kể rằng, ông lên miếu kiểm tra an ninh trật tự cũng như phòng chống cháy rừng như mọi lần. Ông đi cùng với một số công an viên khác nữa, tất cả họ đều nhìn thấy bạch xà nằm dưới tảng đá xung quanh có tre bao bọc. Ban đầu, họ chỉ thấy một con rắn trắng nhỏ, nhưng không biết tại sao, càng nhìn nó lại càng lớn lên. Thấy chuyện lạ, họ sợ hãi bỏ chạy xuống chân đồi. Định thần lại, họ trở lên đỉnh đồi thì không thấy bạch xà đâu nữa. Bà Hát thuật lại. Ngoài tin đồn về bạch xà khổng lồ, bà Hát cho biết, tôi còn nghe người dân sống lâu năm ở gần Cửu Thiên Miếu kể lại, hơn chục năm trước, ban đêm không ai dám đi ngang con đường dưới chân đồi. Họ kháo nhau rằng, vào sáng tinh mơ tưởng thấy những dấu chân rất to in trên nền đất, chắc phải là ông hộ lớn lắm mới để lại dấu chân to như thế. Thường những ai ăn ở ác nhân sẽ bị dọa bằng những con ác thú khổng lồ, nên người dân ở đây rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói.
Chị Nguyễn Thị Bờ, 32 tuổi, ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi kể thêm, 2 năm trước, một tài xế chở xe đá ngang đây giữa trưa nắng đã bị lật nhào một cách kỳ lạ. Sau tai nạn, người tài xế này kể lại, anh ta chạy xe đến khu vực dưới chân đồi Cửu Thiên Miếu đúng 12 giờ trưa. Đường rất vắng, tài xế chạy xe rất thong dong thì bỗng nhiên thấy ba người con gái chặn trước đầu xe. Hễ tài xế cố lách xe sang trái thì họ xuất hiện bên trái, khi lách xe sang phải thì họ lại xuất hiện bên phải. Bởi vậy, người dân hai bên đường thấy xe tải cứ vòng vèo lung tung rồi lật nhào. Thế nhưng, người tài xế này không bị trầy xước gì hết, ai cũng kinh ngạc. Người dân xã Lâm Vi còn biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ xung quanh ngôi miếu cổ sắp xỉ trăm tuổi. Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện ấy cũng có vô số mục đích không tốt, làm mất an ninh trật tự địa phương. Đem những hoài nghi vừa thu nhặt được từ người dân, chúng tôi đã liên hệ với trưởng công an xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, An Giang để xác thực thông tin. Ông này cho biết, đúng là tôi có phát hiện một con rắn, nhỏ thôi nhưng không phải màu trắng, chắc người dân nghe nhầm rồi đồn thổi thêm. Chuyện một nói 10 vốn cũng không là gì, vả lại, bạch xà ở vùng Thất Sơn cũng không thuộc dạng hiếm, chỉ là lớn hay nhỏ thôi. Ông Phạm Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Phi cho biết, ban tế tử của Cửu Thiên Miếu hoạt động rất tích cực. Mỗi khi tổ chức cúng bái, lễ hội, họ đều xin phép địa phương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương không phân công ông tử trông coi miếu mà do người dân tự tín ngưỡng, rồi ông này dành thời gian chăm sóc nhà khói. Những thông tin mà người dân đồn thổi đều là mê tín, không hề có thật. Những năm trước, đúng là có hiện tượng một số người dân đến miếu thắp nhang cúng bái khá đông nên chúng tôi phải cắt cử lực lượng để giải tán. Sau lần đó, địa phương chú ý nhiều hơn đến việc ngăn chặn các thông tin mê tín lan truyền trong nhân dân và thường xuyên cắt cử lực lượng để bảo vệ miếu, vì miếu nằm trong địa điểm nhạy cảm trong công tác quản lý phòng chống cháy rừng.